Tiso xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tiso Chu Du. Cách đây một hôm, ngày 26 tháng 8, Tiso có quay một cái video clip giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn rằng là ngày 2 tháng 9 ngày lễ thì khi chúng ta về Phan Thiết chúng ta chơi thì chúng ta sẽ đi đâu. Thì ngày hôm nay Tiso sẽ quay kỹ hơn về cái chương trình này, đó là cái những buổi kết tốt buổi tối trong cái tuần lễ văn hóa ẩm thực đường phố ở tại thành phố Phan Thiết, tổ chức từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 của chú anh chị các bạn. Đây là trước khu vực ở phía trước mọi người đi vào chơi nè, rất là đông ha. Ở nước nào? Thành phố nào? Idol đó ở nước nào? Tỉnh nào? 1, 2, 3 2, 3 2, 3. Ok. Bạn này ở đâu vậy? Bạn đó ở đâu? Bạn này ở Sài Gòn. À, TikTok hả? Tên là gì? Tên là gì? Tên Quang. Hả? Tên Quang. Quang hả? Ok. 2, 3 hai ba chụp hình đi, chụp hình đi. Ok. Cái nào cũng được hết á. Ok ok rồi, cảm ơn. Mình đúng là nhà quê thiệt, dạo này mình ít không có vô TikTok hả? TikTok với TikTok là như nhau hả? À, mình không có vô cho nên là mình không biết. Bạn nhỏ nhà mình đó là idol TikTok. Có những cái nổi bật, những cái phần ly quà tặng là thác nước Phan Thiết nè, cánh buồm nè. Đây là gian hàng sản phẩm nước mắm, cả nhà mình Tiso sẽ hỏi qua về cái sản phẩm. Đây là nước mắm cá cơm vàng đỏ. Đây là nước mắm tôm biển hả? Tôm biển đúng rồi chị. Giá là bao nhiêu ạ? Giá là 400. 400 một đô như vậy ạ? Là mấy lít ạ? Này nửa lít. Nửa lít, cái một đôi là 400 là thành một lít. Là 45 độ là nguyên chất đúng không? Đúng rồi chị. Dạ. Còn bên này ạ? Cá cơm vàng 60 độ. À, 60 độ. Một cặp là 420. Dạ, 420. Cái này ruột đỏ. Ruột đỏ là như thế nào ạ? Ruột đỏ vàng hay chất lượng nó độ nó 60 độ cao là nhiều hơn là đây 45 độ. À, đây là 420. Còn cái 60 độ tự nhiên. Tự nhiên. Đúng rồi. Tự nhiên. À, rồi ở bên này. Ở đây này là dùng chấm đây thịt. Làng chài xưa này cả nhà mình. Đó. 100% độ cá cơm tươi. Cái này là bao nhiêu ạ? Cái này là 420 chị. Một thùng. 420. Một thùng là mấy chai ạ? 6 chai. 6 chai ha. Ok. Cá cơm thang dành cho nó. Hả? Cái này dành cho nó kho thịt kho cá. Cái này là cá cơm gọi là không còn nguyên chất nữa đúng không? Rồi. Dạ. Thì cái này rẻ hơn. Đúng rồi. Cái này là chai nhựa đúng không? Chai nhựa 201. 201, còn cái này là nước mắm tỉnh nè cả nhà. 41 độ. Đặc sản thịt cá, cái này một tỉnh như vậy là bao nhiêu tiền ạ? 275 tiền. À, đây có giá nè cả nhà, 275 ngàn một tỉnh. À, cái này có nước mắm chay. Bên này có nước mắm chị em nữa. À, có nước mắm chị em nữa. Đây nước mắm chị em là một lốc như vậy là 250 ngàn. Đúng rồi chị. Rồi, muối tiêu sen xanh, muối sắc. Đó. Đó. Mắm nêm, 50. Mắm đây cả nhà, nước mắm gừng nữa, nước mắm chua ngọt nè. Tôi chỉ hàng này em đây. Đây là kiosk nè cả nhà mình. Ở đặc sản Phan Thiết kiosk 365. Đây là cái thông tin ha, cả nhà mình có thể tham khảo khi mà mình mua nước mắm tại Phan Thiết nha. Đây là 300 năm truyền thống ha. Hiếu, gia đình, vạn sự hưng. À, gia hòa vạn sự hưng hả? À, đây là chữ hòa cả nhà mình. Gia hòa vạn sự hưng. Ok, cảm ơn ạ.
là bàn tặng chữ thư pháp miễn phí cả nhà mình. Đó. Đây là bàn tặng chữ thư pháp miễn phí nè, mọi người khách họ đang ở đây. Này, này chú cho một cái chữ nè. Đây đổ mực này cả nhà mình. Tặng chữ miễn phí đó cô. Cô xin chữ đi. À, bạn này tặng cho bé nhỏ chữ Hiếu nè. Hiếu. Tặng miễn phí đó cả nhà mình. Hiếu học. Cho em chữ Tâm. Hiếu học. Tâm. Chữ hai chữ được không? Thì em chữ tài lộc nha. Thông minh, trí sáng, hiếu học, bình an cả nhà mình. Hiếu học, thông minh, trí sáng, bình an. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Ở đây là một cái chữ hiếu học đúng không? Hiếu học nha. Dạ. Nó có nghĩa là gì ạ? Hiếu học nghĩa là ham học hỏi đấy. À, ham học hỏi. À, nhưng mà giọng của bạn giọng ở Hà Nội hả? Em thì là giọng Hà Nội, giọng Bắc thì à. Người miền Trung mà hiện tại thì đang ở miền Nam. Ủa vậy hả? Mà sao mình có duyên mình đến với cái hội chợ này? Thì ban tổ chức cũng có liên hệ với câu lạc bộ. À đây là câu lạc bộ gì ạ? Câu lạc bộ thư pháp. Thư pháp hả? Rồi mình tặng chữ cho mọi người. Kinh phí, nguồn kinh phí này từ nguồn tài trợ hả? Hay là sao ạ? Kinh phí thì mọi người có thể ủng hộ. À mọi người viết xong mọi người sẽ. Tức là chữ và giấy này là mọi người lấy miễn phí. À. Còn ai mà ủng hộ thì có thể lắp cái ống treo ủng hộ cho. Ủng hộ cái khung treo đúng không? Đúng rồi. Ok rồi. Khung treo mỗi khung treo. Mọi người mà ấy thì có thể lấy miễn phí hoàn toàn. Lấy miễn phí hoàn toàn là ủng hộ tùy tâm đúng không? Đúng rồi. À cái này là ủng hộ cũng tùy tâm luôn ha. Rồi cảm ơn nhiều ạ. Đây thì khi mà mình đến đây có những bạn ở bên trung tâm xúc tiến du lịch, bạn sẽ tư vấn hướng dẫn cho mình thêm về những cái thông tin du lịch ở Phan Thiết, rồi ở những cái huyện ở tại Phan Thiết, Bình Thuận quê mình nha cô chú anh chị các bạn. Ở đây là dòng người đang đi vào ở trong cái khu triển lãm nè. Ra ở đây thì có cái cẩm nang Bình Thuận thì sẽ giới thiệu về những cái khám phá về Bình Thuận, những cái huyện ở Bình Thuận mình thì mình có thể là đọc thêm trong những cái cuốn này: Phú Quý, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Cái này là lạc đà mô hình nha cả nhà mình. Đông quá cả nhà mình ơi, mọi người đi vào trong khu vực này để xem triển lãm nè. Ở Tuy Phong thì đặc biệt có những cái món mà mình có thể biết được rất là dễ nè cả nhà mình. Đây là cái món đặc biệt là món gì đó chị? Dạ, cái đây là chả à, đây chả chị đang kẹp. Chiên cái gì đây nè? Dạ, em đang chiên chả kẹp Tuy Phong hả chị? Chả gì Tuy Phong chị? Dạ, chả kẹp bánh tráng. À, chả kẹp bánh tráng ở Tuy Phong ha. Dạ, đặc biệt là ở trong là chả cá đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. À, dạ. Đây là bạn đang cắt. À, cái này là thưởng thức cho khách ăn thử nè cả dạ, nhà mình. Dạ, khách ăn thử ấy, chị. Dạ. Một miếng cả nhà mình. Thưởng thức món này thấy làm sao? Nhàn ngon. Ngon hả? Con thấy làm sao con? Ngon không? Ngon lắm. Nó ngon phải hả? Ở Hàm Thuận Bắc thì cả nhà mình sẽ có cái thanh long. Và ở đây sẽ có cái đặc sản là nước thanh long Bình Thuận. Ở đây thì mình có những cái món gì đặc sản ở Hàm Thuận Bắc ạ? À? À dạ, Hàm Thuận Bắc của em á thì hiện tại bên em có sản phẩm là nước ép thanh long nè. Nước ép thanh long. Rượu thanh long. Rượu thanh long. Siro thanh long, thanh long sấy, bột thanh long. Dạ. Với lại có một số sản phẩm của hợp tác xã sầu riêng Đa Mi. À có sầu riêng Đa Mi dạ, nữa ha. Rồi. Sầu riêng Đa Mi nữa này dạ, cả nhà sầu mình. Sầu riêng Đa Mi rất dạ. là ngon luôn. Dạ. Cơm vàng hạt lép. Dạ. Rồi bây giờ còn thì đây là cái sản phẩm là nước ép thanh long lên men. Đây đây. Còn tự nhiên à. À nước ép thanh long dạ. lên men.
hoàn toàn tự nhiên. Dạ đúng rồi. Không bảo quản không phụ gia mình bán thì sao ạ? Dạ hiện tại bên em bán lẻ là 150.000 một chai. Một chai là mấy lít ạ? Dạ một chai là 500ml ạ. Dạ, dạ rồi. Sản phẩm là sản phẩm ô cốp 4 sao của tỉnh. À dạ. Đào cho. Đây là nước ép này, thanh long này, cả nhà mình Bảo Long. Cái này là giá là 150.000 đồng một chai. Ra thì có bột thanh long hòa tan vị dưa hấu cả nhà mình. Đó, đây là cái sản phẩm. Thơm ngon hơn người yêu cũ nữa cả nhà mình. Này là thanh long sấy. Ok. Ở dưới là kẹo thanh long đó chị. Kẹo thanh long này cả nhà mình, kẹo dẻo thanh long. Đây là kẹo dẻo thanh long ơi, cô chú anh chị các bạn. Đây là món kẹo dẻo thanh long nè. Còn à, giá là 50.000 đồng một túi nha cả nhà mình, 50.000 đồng một túi. Dạ đúng rồi, mua là được quay. Đây là mình sẽ thưởng thức thử cái kẹo dẻo thanh long nha cô chú anh chị các bạn. Có những cái món mà chỉ trong vô trong cái hội chợ này mới biết là Phan Thiết, Bình Thuận của mình là sẽ có những cái rất là lạ và đặc trưng nè. Đây, đây là kẹo dẻo thanh long nè, cả nhà mình hấp dẫn lắm luôn nè. Đó. Thành phần là thanh long đúng không? Dạ. Dạ. Đây là món kẹo dẻo thanh long. Giá nhỏ này không? Dạ không. Nhưng mà ngon hả? Ngon hả? Dạ. Dạ. Thanh long. Hương vị của thanh long hả? Ngon hay chua? Mà nó hơi chua. Chua chua ngọt ngọt ha. Đây cả nhà mình cái thông tin để mình có thể mua được những sản phẩm mà Tisu vừa giới thiệu với cả nhà mình là cơ sở sản xuất thương mại dịch vụ Bảo Long ha cả nhà mình ha. Có số điện thoại ở đây ạ. À. Ở đây là khách đang thưởng thức đây cả nhà. Ở Phan Thiết mình khi mà đi về hướng Hàm Thuận Nam thì sẽ có cái Hàm Thuận Nam cả nhà mình. À, một điểm đón thân thiện nghĩa tình thì ở trên này có một cái trang trại sản phẩm sạch là Bình An Farm cả nhà mình ha. Thì đây là những cái sản phẩm khá là đặc biệt ở nơi này. Em mình sẽ có những cái sản phẩm. Dạ. Chúng ta đang có mặt ở gian hàng của đại diện của huyện Hàm Thuận Nam. Dạ. Đây là gian hàng của công ty Bình An. Thì hiện tại ở gian hàng này mình đang có đầy đủ tất cả các sản phẩm của Bình An, từ nông sản ví dụ như là mình đang có là quả dưa lưới đây, mình đang có các dưa lưới đây là dưa lưới Huỳnh Long. Dưa lưới Huỳnh Long. Dạ. À, hay còn gọi là dưa lưới Hoàng Kim, đây là một giống dưa lưới của Malaysia. Rồi còn đây là giống của Đài Loan, tên giống là dưa Amore, đây là dưa lưới mật. Ngoài ra farm còn có thêm một số sản phẩm khác, ví dụ như là đây là sản phẩm nho, nho không hạt của Trang Trại. Nho không hạt, trồng theo tiêu chuẩn. Được trồng theo tiêu chuẩn là Global Gap. Dạ. Dạ. Đây là tên sản phẩm ạ. À. Dạ. À, vậy đây mẫu quả nó sẽ như thế này đây ạ. À. Đây là mẫu quả là sẽ như thế này. Về chi phí ha, thì hiện tại ở gian hàng chúng ta đang có các sản phẩm này là 60.000. Đây là dòng dưa thường mình dùng để ăn. Cái này 60.000 đồng một ký hả? Dạ đúng rồi, dạ. Dòng này là 60.000 một ký. Còn các sản phẩm chuẩn VIP này sẽ là 100.000 một ký ạ. Cái dưa vàng này là 100.000 một ký, dạ. Ha, dưa lưới vàng. Còn đối với nho thì một hộp như thế này là 7 lạng là 200.000 ạ. Dạ. À, ngoài ra bên em còn có thêm mật ong. Đây ạ, đây là mật ong từ hoa dưa lưới. Mật ong này thì có dung tích là 250ml. Một chai như vậy là 100.000 ạ. Đây là mật ong từ vườn hoa dưa lưới của Bình An. Mật ong tự nhiên 100% đúng không ạ? Dạ đúng rồi, mật ong tự nhiên 100% ạ. Thêm như là đây là chai nước ép nho lên men. Nước ép nho lên men nè cả nhà. Chai này thì bao nhiêu tiền ạ? Chai này là 105.000 một chai nha chị nha. Một thùng nó 6 chai là 600.000 ạ. Dạ. Nhà mình có thể đặt hàng ở cái địa chỉ nha cả nhà, của số điện thoại nè, có Gmail nè, cả di động nè. Đó thì cô chú chị các bạn có thể quét Facebook để đặt hàng nè. Ok. Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. À, khi mà mình đi du lịch đó cả nhà mình cũng rất là quan tâm đến cái những cái tour lữ hành về quốc tế và nội địa. Thì đây là một cái gian hàng mà sẽ nói chia sẻ về những cái tour du lịch ở tại Phan Thiết mình ha. Sao mai tour. Đây là gian hàng đang giới thiệu tour cho. Chắc là mời gia đình mình vô check-in ở bên đơn vị của em á. Em có gửi một phần quà nhỏ nhỏ để gọi là kỷ niệm cho gia đình của mình. Dạ. Dạ. Dạ thọ hướng ha cô. Dạ. À, dạ cô. Dạ, chắc là con mời cô. Dạ xin phép cô trách nhiệm cho công ty con thì cũng có những cái hình ảnh của cô nữa, một khách sạn lớn ở Phan Thiết. Dạ cô nha. Dạ mời gia đình mình ạ. Dạ. Dạ cô nha. Dạ. Mời cô ạ.
vô giúp con nha. Dạ. Vô. Vừa sau mai thì cũng có hơn 15 năm kinh nghiệm về cái du lịch trong nước và quốc tế. Hiện tại thì công ty đang chạy trong thời gian là tháng 9, tháng 10 và tháng 11 là những cái chương trình tour hấp dẫn nhất về khu vực của miền Bắc. Ví dụ như là chương trình của mùa vàng Tây Bắc, mùa thu Hà Nội, khám phá vùng Đông Bắc là những cái tour hấp dẫn nhất trong thời gian tháng 9 tới tháng 11. Đó là những cái lịch khởi hành là thường niên trong cái mùa về cái đẹp nhất của khu vực Đông Bắc. À, cái tour này Hạ Long Ninh Bình là mình cũng đi theo nhóm khách ha. Theo dạ, giá rồi. Đông người thì giảm dạ. xuống đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đông người thì giảm xuống và chi phí dịch vụ sẽ giảm dần theo dạ. số lượng người mà mình đi số đông. Mùa vàng Tây Bắc. Dạ. 5 ngày 4 đêm. Mùa vàng Tây Bắc dạ. Coi như là 4 khách thì 6.600.000. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Nhóm khách tùy theo nhóm khách thì dạ. nó sẽ có những cái thông tin cụ thể dạ. cho mình dễ lựa chọn. Dạ. dạ. Đà Nẵng, Hội dạ. An, mùa nước nổi, dạ. đảo Phú Quý. Phú Quý là tour địa phương mà phổ biến nhất để quảng cáo hình ảnh du lịch của dạ. mình. Dạ, cái này là tour của Sao Mai Tour là mình sẽ tổ chức đi từ Phan Thiết đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Là tất cả những cái tour này mình sẽ bắt đầu đi từ Phan Thiết dạ, rồi. Rồi đi ra những cái tỉnh thành khác. Cho nên mình nếu mà mình ở Phan Thiết mình không có cần phải đi Sài Gòn hoặc đi Hà Nội, mình bắt đầu tour mà mình đi sẽ từ Phan Thiết mình luôn. À, có thể cho em cái thông tin liên hệ, số điện thoại hay Zalo hay cái gì đó không ạ? Đây ạ. Ngoài các chương trình du lịch trong và ngoài nước thì đơn vị du lịch Sao Mai còn một mảng sự kiện rất là phổ biến, sự kiện của chương trình team building và dạ. chương trình hội nghị. Đây là những cái chương trình hấp dẫn để tổ chức cho những cái doanh nghiệp, những tổ chức mà có số lượng công nhân lớn để nhằm thúc đẩy và nâng cao về cái hiệu quả về công việc của doanh nghiệp tốt hơn. Đây là những cái chương trình team building, những cái chương trình gala dinner rất hấp dẫn của công ty. Thì cả nhà mình thấy ở Sao Mai Tour sẽ có tổ chức những cái chương trình ghép nước ngoài cả nhà mình. Thái Lan giá là 5.800.000. Rất là rẻ luôn á cả nhà mình, cái giá này là rẻ hơn rất là nhiều ở trên những cái chỗ mà Thí Xu đã đặt tay nè. Phượng Hoàng của Trấn 11.000.000, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc, tour hàng tuần Thái Lan, Cambodia. Ở Sao Mai Tour thì nếu mình đi từ Phan Thiết thì mình có thể là book tour từ đây. Nhưng mà mình book tour từ đây mình đi từ Phan Thiết hay là mình phải đi vào trong Sài Gòn hả anh? Mình có thể là đi từ khu vực của Phan Thiết nếu mà mình số lượng đông. Mình có xe mình chở vô Sài Gòn ha. Đơn vị du lịch Sao Mai có xe riêng để phục vụ cho bạn mình đi từ Phan Thiết để đi vào thành phố Hồ Chí Minh và bay qua những cái quốc gia mình dạ. Còn nếu mà đi lẻ một hai người thì mình sẽ tự túc đi hả? Đúng rồi ạ, tùy theo cái nhu cầu, ví dụ như là cần liên hệ để dạ. có thể là Sao Mai tổ chức tour trọn gói dạ. Sao Mai thì theo cái nhu cầu dạ. của cái gia đình dạ. nhóm và nhóm nhỏ dạ. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Ở đây thì Thí Xu nhìn qua đây có tiếng vàng travel nữa này cả nhà, mình sẽ đi vô đây, họ có cái đại lý vé máy bay travel nha cả nhà mình nha. Rồi chào mọi người, hiện tại thì chúng ta đang đứng ngay chỗ gian hàng của Ringgaran Group. Thì đây là đơn vị sẽ có hai văn phòng tour, đó là văn phòng tour Ringgaran Tourist ở tại đường Trúc Khuê của Phan Thiết và văn phòng tour Kiến Vàng ở Cần Thơ. Và bên cạnh đó thì Ringgaran Group sẽ có hai khu du lịch, đó là khu du lịch sinh thái Thác Bà ở Tánh Linh và cũng như là khu du lịch sinh thái Hang Rái ở Ninh Thuận. Thác Bà Tánh Linh nè. Dạ, và Hang Rái ở Ninh Thuận. Dạ vâng. Dạ. Thì hiện tại thì trong hai khu Thác Bà và Hang Rái ở Tánh Linh và Ninh Thuận sẽ có các dịch vụ như là về homestay, về cắm trại cũng như là các hoạt động ở ngoài trời như là leo núi hay là tắm thác tắm suối dạ. và đặc biệt là có tổ chức những cái chương trình, những cái sự kiện ở ngoài trời với những cái view gọi nôm na gọi là những cái view triệu đô ở khu vực dạ. Hang Rái cũng như là ở Thác Bà Tánh Linh. Dạ. Hang Rái Vĩnh Hy thì sẽ có giá là 2.300.000 đồng cho một khách. Thì sẽ mình có xe đưa đón tận nơi, bắt đầu từ Phan Thiết mình đi từ luôn Thiết, đúng không ạ? 2.300.000 đồng. Và địa chỉ công ty là mình. Dạ, đây địa chỉ công ty này cả nhà mình. Đây, cô chú anh chị các bạn đặt tour thì có thể là liên hệ với số này nha. Ra đây thì sẽ có Jenkin Yoga Camping ở Thác Bà đúng không ạ? Đây là một cái sản phẩm mới của bên công ty tại khu vực dạ. Thác Bà, là khu vực mà Ringgaran đang quản lý. Đặc biệt là đây là có leo núi, có cắm trại mà cũng như là đặc biệt cái hoạt động yoga thiền. Thì đây là một cái sản phẩm mới mà Ringgaran đang khuyến mãi là 899.000 một người. Sẽ khởi hành là vào lúc 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm có ăn uống, phòng homestay, liều trại.
đúng không ạ? Cái này giá áp dụng cho 10 khách hàng hả? Dạ, giá là đối với đoàn 10 khách thì mỗi khách như vậy là sẽ 899.000. Còn một khách thì sao ạ? Còn đối với khách lẻ thì chúng ta sẽ book những cái dịch vụ riêng. À. Chúng ta book theo từng dịch vụ riêng. Ok. Rồi, cảm ơn ạ. Đã ở đây thì Sô thấy cái này là sao ạ? À, đây là bên mình hiện tại là đang lấy vé máy bay cấp 1 của các hãng máy bay. À, các bạn như là Vietjet, Jetstar hay là Vietnam Airlines. Thì bên mình, hệ thống bên mình sẽ hỗ trợ các bạn là 24/7, tức là bất cứ thời gian nào mọi người cần tham khảo giá vé, tham khảo thời gian đi, cũng như là cần cái sự tư vấn về những cái giờ bay nó đẹp hay là nó phù hợp thì cứ liên hệ mọi lúc, mọi nơi thì sẽ được cái bên bộ phận phòng vé của Vinragon sẽ tư vấn cho mình. Dạ, này, cảm ơn anh ạ. Dạ. Cái này là tour du lịch hàng tuần này, cả nhà mình ghép đoàn. Thì có đây có giá này, có đi Hồ Cốc này, có đi Ninh Chữ nè, có đi Vĩnh Thi nè, Nha Trang, Phú Yên, Đà Lạt Săn Mây. Nói chung là tour cũng giá cũng khá là mềm mại đó cả nhà. Ở trong công ty này thì Sô thấy có về tour nước ngoài giá khuyến mãi nữa nè. Giá Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Phuket nữa, Indonesia và Trung Quốc, Bali. Bali này rẻ nè cả nhà mình, 4 ngày 3 đêm rẻ hơn so với những cái giá mà Sô đã đi nè, chỗ này rẻ nè. Nhờ cái hội chợ về du lịch ẩm thực này cô chú anh chị các bạn mà Tiso cũng đã đưa đến và chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn những cái thông tin rất là hữu ích khi mà mình đi đến du lịch tại Bình Thuận, đặc biệt là Phan Thiết, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân hoặc là La Di, thì mình sẽ có những cái thông tin cụ thể ha. Đây là một cái gian hàng khác về Phú Quý cả nhà mình. Đây là nếu mà cả nhà mình muốn đi Phú Quý, mình đi tự túc bằng vé thì mình có thể là liên hệ với lại cái tàu cao tốc Phú Quý này nè. Tiso chia sẻ cùng cả nhà mình cái thông tin để mình có thể đặt vé tàu ha, có văn phòng đại diện nè, có số điện thoại di động, có cả Facebook và Zalo nữa cả nhà mình. Thì nếu mà cô chú anh chị các bạn mình muốn đi Phú Quý thì mình có thể liên hệ đặt cái vé tàu ở đây, và thông tin chi tiết thì mình có thể liên hệ với số điện thoại nha. Đây là Phú Quý. Sô đi tiếp đến đây là huyện Hàm Tân cả nhà mình. Thì đây là gian hàng Hàm Tân. Đây là gian hàng của xã Hàm Tân. Đặc sản là nhãn xuồng thấy khô với lại nấm linh chi. Dạ. Có nấm hả chị? Nấm với lại hạt mắc ca. Còn này là gì chị? Cái này nè. Cái này là túi nấm luôn á chị. Mình đem về để mình nuôi á hả? Nó nở ra đó hả? Dạ. Cái túi này mình làm hàng mẫu thôi hay là mình bán luôn? Dạ, cái này là hàng trưng bày thôi. Hàng mẫu trưng bày, còn cái này là... Cái này cũng vậy luôn. Ủa, này nhãn chứ không phải mắc ca. Dạ, nhãn cả nhà mình. Nhãn sấy Đồng Vân. Cái này một bịch là bao nhiêu tiền hả? Cái này hàng trưng bày em cũng... Ở đây là hàng sản phẩm trưng bày hết cả nhà mình. Thì ở đây chưa có đưa ra cái giá để bán mà chỉ trưng bày ở trong cái gian hàng thôi. Đây là gian hàng của thành phố Phan Thiết này cô chú anh chị các bạn, gặp bạn này là Khám Phá Cùng Dương. Đây là anh Khám Phá Cùng Dương cả nhà mình. Hôm bữa trước Tiso có đi chung quay cái cảnh là cái gì ha, đi trên thuyền đó, mà mới gửi lời chào cái xong cái lật đật đi quay chưa để cho anh Dương là chào hết khán giả. Cho nên là cô chú anh chị các bạn xem kênh Tiso Chu Du hãy đi qua kênh Khám Phá Cùng Dương ủng hộ kênh cho anh với nha. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một đêm an lành bên gia đình và người thân. Theo như anh Dương, năm nay mình đi cái lễ hội du lịch năm du lịch quốc gia, anh cảm thấy cái hội chợ này năm nay như thế nào ạ? Đây là một cái sự kiện mà nằm trong cái văn hóa Bình Thuận, thấy năm nay tổ chức tại cái thành phố Phan Thiết rất là hoành tráng và rất là quy mô. Rồi đi lần này là thứ mấy rồi ta? Thì hôm nay là ngày đầu tiên chính thức, ngày đầu tiên là ngày 27/8. Cảm ơn anh Dương nhiều nha, chúc kênh anh nhiều người xem và ủng hộ, cũng giống như là kênh Tiso Chu Du cũng chia sẻ nhiều cái hình ảnh đẹp của Phan Thiết quê mình ở nhiều góc độ khác nhau, gửi đến cô chú anh chị các bạn ở xa gần. Chào anh nha, hẹn gặp lại. Cả nhà mình, đây là cái món thành phố Phan Thiết đặc sản Ba Tường, chất lượng đi đầu. Đây là chuối nè cả nhà mình, chuối với lại dừa. Và Tiso muốn xem thử đây là đặc sản bồ câu Ba Tường cả nhà mình. Đây là gian hàng bồ câu Ba Tường.
xin giới thiệu với mọi người, đây là gian hàng đặc sản Ba Tường, gồm có bồ câu Ba Tường, gà rừng lao Ba Tường và dông cát của Ba Tường. Đó là bồ câu này là bồ câu ra ràng. Dạ. Đó là còn 330.000 đồng một ký. 330.000 một ký. Dạ, đó là bồ câu ra ràng mà tụi em đó. Cái này nữa nè, cái này đặc biệt nè. Dạ, cái đó là dông cát. Dông cát là 1.6 triệu một ký ha. Dạ đúng này rồi. Này một con là mấy ký? Dạ, cái này một con nó tầm cỡ 2 lạng. 2-3 lạng gì đó, 2 lạng. 2-3 lạng mà 1.6 triệu luôn hả? Dạ không, 1.6 triệu một ký. Nhưng mà mình con lớn giá nó mới cao, chứ con nhỏ thì giá nó phải thấp hơn chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái loại cơ nó có 3 loại, là loại 1 và là 2 loại 3. Dạ. Dạ, cái loại 3 là 1.6 triệu một ký. Là nó còn nó cái loại nhất. Bình thường thì nó rẻ hơn, dạ, khoảng 800 gì đó thôi. Dạ đúng rồi. Đây là chả bồ câu này. Dạ, làm từ bồ câu ra ràng. Dạ. Là 170.000 đồng một bịch hay là một ký? Dạ một bị. 170.000. Là bao nhiêu gram? Dạ nó tầm cỡ 300 gram. Dạ. Dạ một cái bị này là làm từ một con bồ câu ra ràng. Một cái bị như vậy làm từ một con bồ câu. Dạ đúng rồi. Dạ. Cho nếu mà cả nhà mình muốn đặt hàng thì ở đây có số điện thoại để cô chú anh chị các bạn mình có thể đặt hàng ở đây ha, hoặc là mình sẽ quét mã ở đây để mình xem địa chỉ. Dạ. Ở đây là một cái gian hàng khác, cả nhà Blue Ocean nè, Resort Blue Ocean cả nhà mình ha. Ở đây là một cái gian hàng giới thiệu sản phẩm. Patiso gặp một cô thì cô sẽ giới thiệu về gian hàng này. Okay, so my name's Christy and I have a shop called A Pinch of Love or Mocha Tinyu. And I came from a dream because of the fact that there's no real Mooney souvenirs available for many tourists coming to Mooney. So we wanted to come up with something that was real Vietnamese and real Mooney. So that's where the idea for the shop came from. So a lot of the products we actually make ourselves. So we make handmade bracelets. Yes. Using old natural stones or ceramic beads and things. I actually make, this is red sand from Mooney's red sand dunes and white sand from the white sand dunes. So people have a bit of Mooney to remember. We also do a lot of designing of silver jewelry. Yeah. When we've taken a shell from the beach to make a mold and turned it into a silver necklace. Okay. We also work with a lot of Vietnamese designers. So Eco Lotus is the company that makes all the natural lotus leaf products with the natural flower coloring. Lá sen á cả nhà mình. And Yang Yang is an environmental product that actually recycles old awnings and banners to make all of their bags and things. So it's bringing all of these things together to make something very special. And I'm so happy to have been invited to join this fair tonight. Cô chú anh chị và các bạn thì mình sẽ liên hệ với lại cái địa chỉ này ha. Cô chú anh chị các bạn mình sẽ đi tiếp một vài gian hàng nữa ha, đi xô đi tìm những cái gian hàng mà đặc trưng ở Bình Thuận mình để chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn những cái thông tin để mọi người sẽ biết đến về Phan Thiết Bình Thuận quê mình. Sau đó là cả nhà mình sẽ liên hệ những cái gian hàng sản phẩm, dù mặc dù mình ở xa thì mình có thể đặt hàng được nha cô chú anh chị các bạn. Trong cái kỷ niệm ký ức tuổi thơ của chúng ta, ai cũng rất là yêu thích cái món tò he này cả nhà mình. Nó là những cái kỷ niệm mà khá là đặc biệt trong cái tuổi thơ của mình. Ở đây là những bạn trẻ đang được cha mẹ mua trò chơi dân gian. Anh cho em hỏi thăm là mình đến từ đâu ạ? Sao ạ? Mình ở đâu ạ? Mình ở ngoài Hà Nội. Hà Nội rồi, được chương trình mời đến đây để nặng những cái tò he này hả? Không phải mời mà mình đi cái hội chợ mình bán đi. Dạ. Rồi là một cái tò he này mình sẽ bán là bao nhiêu tiền ạ? À? Một cái sản phẩm là 20. 20.000 ạ? À? Hoa hồng nè, rồi những cái hình thỏ nè cả nhà. Tò he dân gian đó, nổi tiếng. Tò he dân gian nổi tiếng. Dạ, dạ, cảm ơn. Hả? Những chú thỏ. Cái tay nghề này là đang làm con gì đó anh? Con này là con Doraemon đúng không ạ? À, con này là con gấu trúc. Ồ, gấu trúc hả? Gấu trúc. Cái nghề này mình học bao lâu thì mình mới ra nghề?
này mình không nhớ nữa, mình học từ nhỏ. À, từ ông bà hả? Đúng rồi, nghề gia truyền. Dạ, gia truyền xong rồi cứ nối nghề ông cha hả? Gia truyền con nối. Dạ, gia truyền con nối. Tò, tò he á, gấu trúc. Bột này mình làm từ bột gì hả anh? Bột nếp. Bột nếp. Rồi mình vô màu ha. Đúng rồi. Bột nếp mình đổ lên xong mình cho màu. Dạ. Ta hai cháu chơi đi. Đây là những bạn trẻ. Trò chơi dân gian văn hóa Việt Nam. À, cảnh sát, à, chú công an. Chú công an. Đi đây hả? Dạ, hai chục anh. 20.000. Con cá heo này, cá heo. Hai chục em. Đi mua ở đây rẻ nhá. Dạ, cảm ơn. À, dạ thưa cô chú anh chị các bạn, à, gần 30 phút Tisu quay chia sẻ về những cái gian hàng đặc biệt ở tỉnh Bình Thuận quê mình trong cái đợt dịp lễ hội chợ thương mại văn hóa ẩm thực đường phố của tháng 8 năm nay tổ chức tại Phan Thiết Bình Thuận. Thì bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi cô chú anh chị các bạn, lượng người đi vào trong cái hội chợ này cũng khá là đông. Và Tisu nghĩ rằng là những cái thông tin mà Tisu chia sẻ rất là hữu ích đến những cô chú anh chị các bạn khi mình ở xa quê hương, muốn về thăm Phan Thiết, muốn có những cái cuộc đi chơi, hoặc là giống như Tisu, những người thích đi du lịch, muốn khám phá ở Phan Thiết, khám phá ở các huyện ở Bình Thuận, hoặc là những cái tour du lịch ở nước ngoài, hoặc là mình muốn đặt vé máy bay, hoặc là mình đăng ký resort, hoặc là đi về khám phá ở Phú Quý, thì cô chú anh chị các bạn có thể liên hệ những cái thông tin mà Tisu đã chia sẻ ở trên. Hoặc là chúng ta muốn mua những cái gọi là đặc sản địa phương thì cô chú anh chị các bạn có thể là liên hệ qua những cái thông tin mà Tisu mới vừa chia sẻ. Và Tisu xin phép dừng lại cái video clip ở đây của chú anh chị các bạn ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, bình an đến mọi người và mọi nhà. Bây giờ thì Tisu xin chào tạm biệt với cả nhà mình nha.